Làm màu nước từ rau củ. Hôm nay chúng ta sẽ học vẽ bằng màu nước, xem ai tô màu cô đẹp hơn nhé. Các cậu nghĩ đây chỉ là hộp phấn không? Nhưng không phải, đây là hộp màu nước nén mẹ tớ vừa mua cho tớ trị giá 100.000 đấy. Chỉ cần về một chút nữa là tô được ngay, không bao giờ lo bị đổ. Chắc lì xì không có đâu nhỉ. Hả? Nghỉ bán ngày cuối năm? Không bán thì Ly thì sẽ tự tay làm màu nước. Màu nước về cơ bản cũng là các màu hòa trộn với nước mà màu sắc kiểu xung quanh ta. Yes. Với cách này thì chỉ tốn không đồng mà thôi. Giờ dã ra và cho vào ít nước rồi chắc là có màu. Màu thiên nhiên nhạt tuyệt, làm sao đẹp như màu của súp lơ. Bây giờ cùng xem màu thiên nhiên của Ly thì có tô được không nhé.